kinh ngạc với cảnh tượng đại bàng săn mồi từ trên không tóm gọn con mồi bằng một cú đớp duy nhất. Vui động vật xin chào các khán giả dễ thương. Hôm nay, nhân vật chính mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là một đại bàng và cùng xem cách một con đại bàng săn mồi ngoạn mục như thế nào bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu một chút thông tin cơ bản về loài vật này nào. Đại bàng là một loài chim săn mồi cỡ lớn, chúng có kích thước cơ thể to lớn. Ở mỗi loài sẽ có nhiều kích thước khác nhau. Đại bàng lớn nhất có cơ thể dài 1 mét và nặng đến 7 kg. Sải cánh của đại bàng rất rộng, dài từ 1,5 đến 2 mét. Qua thử tưởng tượng, một con đại bàng to lớn như thế đứng trước mặt thì mọi người sẽ làm gì đây? Đại bàng sở hữu một bộ lông màu nâu sậm cùng với màu trắng. Tùy vào mỗi loài mà màu lông có thể thay đổi khác nhau về độ đậm và nhạt. Đại bàng có một cái mỏ quặp xuống cực kỳ cứng cáp. Cùng với chiếc mỏ cứng, đôi chân to khỏe cùng móng vuốt sắc nhọn chính là hai vũ khí lợi hại giúp nó tóm gọn và làm trọng thương con mồi dễ dàng. Nào, hãy cùng xem một cảnh tượng tuyệt vời sắp sửa xảy ra đây. Một con đại bàng đang bay lượn phía trên mặt biển và dường như nó đang nhắm đến một con mồi nào đó đang bơi lặn dưới làn nước. Con vật xấu số ngày hôm nay chính là một con rắn biển, một loài rắn có nọc độc mạnh gấp 10 lần rắn đuôi chuông. Rắn biển là một nỗi khiếp sợ của nhiều loài sinh vật biển. Tuy nhiên, ngày hôm nay chính nó có lẽ cũng không biết rằng nó đã rơi vào tầm ngắm của một con đại bàng đang bay ở trên không trung. Có thể bạn chưa biết, mắt của đại bàng cực kỳ tinh, mắt nó có thể có 1 triệu tế bào nhạy sáng trên mỗi mm võng mạc, nhiều hơn gấp 5 lần con người. Chính vì thế, nó có thể quan sát con mồi một cách rõ nét. Dường như đã hạ quyết tâm, con đại bàng lượn ở trên không, rồi hạ cánh xuống gần mặt nước biển. Hai chân của nó sẵn sàng, rồi 1, 2, 3, nó tiếp cận con mồi. Chỉ cần một cú đớp chân duy nhất không chật một ly, con đại bàng đã tóm gọn được con rắn biển ra khỏi mặt nước. Thế là công cuộc đi săn đã kết thúc, con rắn biển xấu số kia đành tạm biệt biển cả và trở thành bữa ăn của đại bàng ta. Con đại bàng sẽ mang con rắn đến một nơi nào đó, có thể là trên vách núi, mổ lấy mổ mồi và từ từ thưởng thức chúng mà thôi. Đại bàng quả không hổ danh là chúa tể của bầu trời. Mọi người có thấy ấn tượng với màn trình diễn của đại bàng săn rắn biển vừa rồi không? Cùng tặng cho chúng mình một like và theo dõi kênh để ủng hộ chúng mình ra tiếp những video tiếp sau nữa nhé. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.